Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật xử lý stroke ở trong phần mềm Illustrator. Thì ở đây stroke thì nó là một cái thành phần đi kèm theo cái đường dẫn của các bạn. Để các bạn hiệu chỉnh stroke thì các bạn chú ý mở cho mình bảng stroke lên. Ở trong bảng stroke này thì bình thường ấy là nó sẽ thu gọn lại các bạn sau option lên để nó hiện ra. Nó sẽ chia thành 3 mục, 4 mục đây, gồm có width là kích thước, dash line là nét đứt, arrowhead là mũi tên và profile là các kiểu cho sẵn. Thì ở đây mình chú ý mục dash line là nét đứt. Thì nét đứt ở đây nó sẽ cho bạn hai cái giá trị chính là dash và gap. Dash là cái khoảng hở. Dash là nét đứt, còn gap khoảng hở. Ví dụ mình để kích thước là bằng 5 chẳng hạn. Dash là bằng 10. Và cái gap sẽ là bằng 2 chẳng hạn. Thì bạn sẽ thấy là cái thứ nét dày là bằng 5, dài bằng 10 và hở giữa các nét là bằng 2. Các bạn có thể tăng cái gap lên để cho các cái khoảng hở này thưa ra. Khi một cái nét đứt mà nó có nhiều khoảng hở như này ấy, thì tức là nó sẽ có nhiều đầu nét. Thì các bạn sẽ sử dụng cái kỹ thuật kép ở đây, chọn bo tròn thì nó sẽ bo tròn ở các cái đầu nét này. Mình sẽ để đầu vuông mình giảm khoảng hở xuống còn là 13, 12, 11 đây. 5, 4, 3, 2, 1. Quên mất là mình sẽ giảm cái nét đứt xuống còn 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thì khi bạn có nét đứt bằng 2 để bo tròn sẽ như thế này. Mà nét đứt bằng 1 ấy, thì bo tròn sẽ là như thế này. Vậy thì khi mà nét đứt bằng 0 ấy, cộng với bo tròn thì sẽ thành hình tròn. Các bạn chỉnh gap nó thưa khoảng cách ra được. Muốn hình tròn to lên thì nó chính là độ dày của nét, thì các bạn tăng này lên. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng các kỹ thuật về nét mảng để các bạn chuyển những cái này thành mảng mà mình sẽ phục vụ mục đích thiết kế của mình. Thì đấy là cái kỹ thuật mà các bạn xử lý nét đứt thành hình tròn. Chúc các bạn thành công. Nhà mình Nguyễn Đức Hùng đến từ RCB Design.